du khách, một đoàn du khách khá là vô ý thức. Người ta đã treo cái biển cấm vào để bảo tồn cái đá này, nó không mà cứ vào thì nó sẽ rụng hết, nó hư hết, thì người ta đã để biển bảo tồn. Nhưng mà các bạn là vẫn cố vào nên là cố vào để chụp hình thôi, cứ chả để làm gì hết, chụp hình từ sướng vào phá cái, phá hỏng cái di tích. Các bạn nó không có ý thức được.